Hey, rồi xin chào bạn trở lại video tiếp theo của mình nha. Thì hôm nay thì trang của Alistair huấn luyện viên bất bại của chúng ta đã ra mắt rồi. Thì hiện tại thì các bạn đã sở hữu trang của Alistair này chưa? Mọi người có thể bình luận bên dưới giúp mình nha. Thì theo quan điểm cá nhân của mình ấy, thì trang phục Alistair là trang phục cũng khá đẹp, nhưng mà các bạn lại kiểu như là trang phục vị tướng lại bị cấm nhiều nhất. Thế nên là các bạn khó có thể nào là các bạn chơi được trang phục này. Nếu mà muốn chơi lại phải mang trận đấu thường như mình như thế này thì các bạn mới có thể là chơi được trang phục Alistair huấn luyện viên bất bại này. Thì sau đây thì mình sẽ vào một trận đấu 5 năm để mình có thể trải nghiệm cho mọi người về. Thứ nhất là về trang phục Alistair huấn luyện viên bất bại. Thứ hai là trải nghiệm cho mọi người sức mạnh của vị tướng Alistair này. Lý do tại sao mà họ lại cấm như vậy. Và đừng quên like và chia sẻ video clip ủng hộ mình để mình có thêm động lực làm video hơn nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Và như từ đây mình có một cái thỉnh cầu nho nhỏ, các bạn có thể bớt chút thời gian các bạn qua kênh Niran Stone mô hình này, mọi người đăng ký kênh. Tiện thể mọi người có thể để lại cho mình một chút thời gian, mọi người like video này ủng hộ mình để giúp kênh của mình sớm lên một chút người đăng ký nha mọi người. Thì kênh này thì mình bán về mô hình đồ chơi ý. Thì anh em nào có nhu cầu mua mô hình đồ chơi thì có thể là qua kênh này để ủng hộ mình nhé, các bạn xem cũng được. Ok, thì hiện tại ngày hôm nay thì trang của Alistair chúng ta đã mở bán rồi. Thì thời gian mở bán bắt đầu ra từ ngày 4 tháng 6 cho ngày 10 tháng 6. Thì sau ngày 11, sau ngày 10 tháng 6 trở đi ý, tức ngày 11 ấy, thì các bạn mua trang phục này với giá là 799 con huy nhé. Thế anh em nào muốn mua gọi là giảm giá đấy với giá 555 con huy thì các bạn hãy nhanh tay vào game để sở cho mình trang phục Alistair huấn luyện viên bất bại nhé. Thì một số bạn muốn là ôi trang phục này cũng đẹp đấy, nhiều bạn là khen mà ôi trang phục Alistair đẹp phết. Nhưng mà khi mà sở hữu trang phục Alistair này thì các bạn lại không thể nào mà các bạn chơi đấu hạng được. Tại vì như các bạn đã biết ý, để các bạn chơi đấu hạng Alistair ý, nếu bạn nào mà mức danh từ kim cương trở lên ấy để hiểu bên về nhé. Nếu anh em nào mà kiểu mức danh bạch kim mình không nói làm gì nhé, nhưng anh em nào mức danh kim cương trở lên ấy thì gọi là 99, gọi là các bạn đánh 100 trận thì tới gọi là 98 trận là bị cấm Alistair, hoặc là không cấm thì đồng đội các bạn pick, hay là kẻ địch pick, hay là vì trận rồi anh em. Thế nên để các bạn chơi Alistair cực kỳ khó. Thế nên là khả năng là các bạn, mình nghĩ là khả năng là một số bạn sẽ vào đấu trận đấu 33, hoặc là các bạn sẽ đấu thường 5 năm thì các bạn có thể chơi được trong Alistair huấn luyện viên bất bại nhé. Như trận này thì mình sẽ mang vào đấu thường nhé, tại vì là các bạn bảo mình vào đấu hạng thì các bạn biết là không biết đến bao giờ mình mới được chơi Alistair, đến bao giờ mới được thả và đến bao giờ mới được chơi. Nếu ví dụ được thả đúng không thì đồng đội mình pick hay là team địch pick rồi, thế nên mình không thể nào mình có thể là đánh được trong một trận đấu hạng. Thế mọi người thông cảm để mình đánh thường nhé. Đấy, thật ra đấu hạng đấu thường thì nó không khác gì nhau mấy, chủ yếu là vì các bạn đánh thường thì nó sẽ dễ hơn, các bạn cảm giác nó đánh dễ hơn, chứ mà đấu hạng thì nó sẽ kiểu ganh đua nhau kiểu như là sao ấy. Thế này nó sẽ khó một chút. Từ bây giờ mình chặn choáng lại này. Ôi như thanh niên thì khôn đấy nhở, rồi tốc biến ăn máu thôi lên bảng con số giờ đó, được một mạng hỗ trợ nha mọi người. Pha vừa rồi thì mình định chặn không cho Phoenix về, nhưng Phoenix khôn quá, Phoenix đi ngang. Bình thường là nếu kiểu Phoenix giật vào đằng sau ấy thì Phoenix sẽ bị choáng, nhưng Phoenix tinh dã man luôn lại còn đi ngang ấy mọi người. Đó, thì các bạn xem video clip mình thì đừng tiếc một lượt like và đăng kênh, một lượt bình luận video phía dưới giúp mình. Bạn nào yêu quý mình hơn thì chia sẻ video của mình tới bạn bè các bạn để giúp kênh mình sớm đạt 100.000 lượt đăng ký nhé. Thì một số bạn sẽ hỏi mình là không biết tại sao mà Alistair lại bị cấm nhiều như vậy. Thì như các bạn đã biết ấy, thì Alistair một vị tướng pháp sư đường giữa, nhất là với bộ kỹ năng vị tướng Alistair này, chỉ cần các bạn thả chiêu 1 hoặc là các bạn chỉ cần thả chiêu 2, đây ví dụ các bạn thả chiêu 1 trước cũng được, chiêu 2 ra thì cái đàn lính này dọn rất là nhanh, nhất là khả năng dọn lính cũng khá là nhanh ở mức gọi là mình gọi sẽ là nhanh nhé. Alistair thứ hai là về chiêu 2 có khả năng gây sát thương cực kỳ lớn luôn đó, và chiêu 1 có khả năng khống chế đấy, chiêu 2 các bạn thấy là khả năng gây sát thương cực kỳ khổng lồ luôn, và chiêu cuối có khả năng khống chế cứng như kiểu là chiêu cuối Arum ấy, các bạn có thể nhốt kẻ địch lại mà hồi chiêu chỉ có tầm khoảng 2 mấy giây thôi. Như các bạn đã biết ấy, thì hồi chiêu của Arum ấy phải tầm khoảng 3 mấy 4 mấy giây, nhưng mà Alistair chỉ có tầm khoảng 2 mấy giây thôi, đến cuối game chỉ tầm khoảng 13 đến 15 giây là đã hồi chiêu cuối rồi. Thì team bạn đánh làm sao anh em, mà các bạn nên full sát thương, các bạn chỉ cần kích hoạt chiêu 2 hoặc là chiêu 1, chiêu 2 hoặc là chiêu cuối là ví dụ AD team bạn kiểu còn được cái máu là lên bảng số rất là cao. Đấy, hỗ trợ đồng đội khống chế rất là thích luôn. Choáng này, chơi luôn này. Ui, choáng em. Choáng dùng chiêu cuối luôn. Khống chế luôn này anh em. Đó. Pha rồi mình không khống chế là để cho team bạn sử dụng một chiêu thức nào đó là lên bảng số rất là cao luôn. Bây giờ mình sẽ cố gắng dọn lính. Đấy, mọi người chỉ cần thả chiêu 2 thôi là mọi người dọn lính rất là ok rồi. Hiện tại bây giờ thì mình chưa đủ sát thương.
Nhưng mà đến tầm khoảng giữa giữa game gì đó thì các bạn thả chiêu 2 ra là chắc chắn là quái đi qua là dọn nhanh như kiểu Kali luôn. Đây mình cho các bạn xem nhốt chữ cuối luôn này. Đó, kết quả chiêu 2 này. Nào, lên bảo số con gì đấy mọi người thấy chưa? Rất là kinh khủng luôn, thế nên là Alistair bị tướng pháp sư rất là mạnh. Thế nếu anh em nào biết chơi thì các bạn thấy là cực kỳ mạnh luôn. Nó chỉ gọi là kém một chút là nó kiểu kém cơ động thôi, chứ còn mình thấy là kiểu khá là mạnh nhé. Như Final Phoenix ấy. Đây, hiện tại thì mình chuẩn bị vừa chiêu cuối thì mình sẽ lao đây nhé. Nào, mình chỉ cần nhốt lại thôi là lên bảng số chắc chắn luôn này. Quạt này, lên bảng số chưa? Đó, trời ơi, đấy mọi người thấy chưa? Nhốt như vậy cho đồng đội mình bắt thôi. Từ từ, đấy, chuẩn bị lại hồi chiêu cuối này, chuẩn bị hồi chiêu cuối này, tầm 20 giây này. Hồi chiêu cuối nha. Nhưng mà team bạn không dám lao vào mọi người ạ. Biến vẻ đã hiểu, biến vẻ khá đẹp. Thì một số bạn bảo là mua trang phục này thì kiểu không được chơi đấu hạng ấy, thì các bạn lại không mua nữa chứ còn. Nhưng mà nhiều bạn, các bạn biết là trang phục này mở bán với giá 555 con uy thôi. Nếu các bạn không mua ấy, sau này các bạn muốn mua, các bạn muốn chơi ấy, thì các bạn phải bỏ ra 799 con uy. Thế nên là bây giờ thì mình khuyên các bạn cứ sưu tầm đi, để cho tránh trường hợp mà kiểu sau này kiểu các bạn thấy là trang phục này đẹp phết nhưng mà các bạn ấy, lúc đó các bạn không mua chẳng hạn, các bạn lại mua thì kiểu mất nhiều tiền hơn này. Đó, chạy đâu bạn ơi. Nào, lên bảng số nha. Đấy, Điêu Tuyền mới chỉnh sửa lại bộ kỹ năng. Thế thì mình thấy là Điêu Tuyền phiên bản hiện tại thì mình thấy là khá là xịn sò nhé, kiểu đánh rất là hay. Vâng, dọn lính thật nhanh nhé, lấy luôn trụ luôn nha. Bây giờ mình sẽ cố gắng lấy nó trụ luôn, ăn luôn cục máu đã. Ăn luôn cục máu. Nào, kết quả chiêu 2, chiêu 1 này. Đó, khống chế rất đẹp luôn. Chiêu 1 các bạn sẽ tạo ra một cái màn hình. À, 4 cái màn hình chứ mọi người. Chiêu 1 các bạn sẽ tạo ra 4 màn hình. Và đồng thời các bạn sẽ thấy là kiểu phân tích ấy mọi người. Đó, tiếp theo là chiêu 2 các bạn sẽ tạo ra như kiểu một cái đèn nó soi lên. Như kiểu một cái ấy của Liên Quân ấy. Ủa, sao thanh niên để trâu thế nhỉ? Hồi máu nhiều thế nhỉ. Và chiêu cuối thì các bạn sẽ nhốt lại, trông rất là đẹp. Nếu bạn nào muốn xem chi tiết ấy, thì các bạn thể xem video trước của mình nhé. Chạy thôi anh em. Nào, kích hoạt chiêu 2 này, cái sát thương mọi người thấy chưa, đốt sát thương cực kỳ kinh khủng luôn. Bây giờ mình chỉ cần ví dụ AD team bạn còn nửa cây máu, mình chỉ cần dồn một combo thôi, ví dụ chiêu 2 xong chiêu 1 là lên bảng số rất là cao rồi. Đó, dọn lính rất là nhanh luôn. Thanh niên vào không? Ôi, một chút máu thôi anh em ạ. Nhốt lại này, tốc biến vội này, không nó dùng chiêu cuối là mình lên bảng con số nhanh. Nào, chịu rồi, đây nhốt lại này. Trời ơi, chạy em sao được anh em. Chiêu cuối các bạn sẽ cảm giác là như kiểu là một cái chiêu một con lavin ấy, bắn ra những viên đạn tới mục tiêu. Đây là hiệu biến về nha mọi người. Thì nhân tiện đây thì mình sẽ chia sẻ cho người về trang bị bằng ngọc hiệu để có thể đánh tốt vị tướng Alistair chúng ta vào trong phiên bản hiện tại nhé. Đó, thì mọi người đừng quên like và chia sẻ video clip ủng hộ mình để mình có thêm động lực làm video hơn nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Thứ nhất, ngọc đỏ sẽ lên cho mình tầm khoảng 5 viên công phép và xuyên phép, hoặc là 7 viên công phép và xuyên phép. Ngọc tím, 5 viên, 3 viên còn lại có thể lên 3 viên công phép. Đó, tiếp theo là về ngọc tím, mọi người sẽ lên cho mình 10 viên tốc đánh tốc chạy. Ngọc lục sẽ lên cho mình 10 viên giảm thời gian hồi chiêu nha, như pha này này. Đó, kết quả chiêu cuối xong chiêu 2, chiêu 1 lên bảng số ngay. Đấy, kết hợp với bài gian các bạn sẽ thấy là kiểu bắt cái địch kiểu thoáng chốc ấy mọi người. Choáng này, cứu em. Không cứu được anh em ạ, mình hóa giải khống chế rồi nhưng mà kiểu team bạn kiểu combo nhanh quá, kiểu sốc sát thương nhanh quá. Chịu, phải đây chịu. Nếu ví dụ nó trâu trâu một tí nữa thì ok nhưng mà không trâu anh em. Đó, thì tiếp theo về phù hiệu thì mình sẽ mang phù hiệu thánh tuẫn cho vị tướng Alistair nha. Để có thể cứng một chút này. Quả chụp cuối combo này. Đó, lên bảng số rất là nhanh luôn. Chỉ cần những mục tiêu nào máu giấy như mid team bạn ấy là combo rất là nhanh. Đấy, 13, 12 giây hồi chiêu rồi này mọi người. Đó. Tiếp theo là về trang bị. Thì trang bị đầu tiên thì mình sẽ lên giày kiên cường. Sau đó thì mình sẽ lên mặt nạ Berit. Sau mặt nạ Berit thì mình sẽ lên một cái trang bị giảm thời gian hồi chiêu. Giảm khả năng phục máu team bạn. Đó là sách chi hồn. Sau sách chi hồn thì mình sẽ lên một cái trang bị, đó là chỗ con mang để lấy sinh ra phép và thời gian chiêu. Sau chỗ con mang thì mình sẽ lên trang bị đó là vương miện liên kết. Sau vương miện liên kết thì mình sẽ lên giáp hồi sinh nha. Đó, thì trận này thì mình sẽ mang đi SP chứ không chuẩn đâu anh em.
chứa là các bạn mang đi mít thì các bạn sẽ lên cái trang bị như mình để trên hình thì nó sẽ chuẩn. Vẻ xin luôn màu xanh luôn anh em. Và hết cả năng lượng luôn luôn mọi người ạ. Từ hiện tại bây giờ mình đang thấy mít thì bạn bên trên đúng không? Mình chỉ cần kết quả trước cuối thôi là mít thì bạn lên bảng số. Không biết là được kịp không? Tốc biến luôn. Đang tốc biến luôn. Ôi, đâu rồi? Khả năng thanh niên đã biến về rồi mọi người. Ôi, nhanh thật sự luôn đấy. Biến về rồi mọi người, nhanh dã man luôn. Lấy được trụ nha. Mara này. Chưa được Mara sợ cái gì đâu. Ui nhưng khả năng là Mara. Ui hơi nhiều máu đấy nhở. Thì cứu em anh ơi. Ui xong rồi chịu rồi. Ui Mara hơi nhiều máu quá anh em ạ. Không solo được anh em ạ. Không solo được Mara. Chịu rồi. Hiện tại mình thấy Phoenix yếu máu đúng không? Nào tốc biến lên chiều cuối này. Chiêu 2, chiêu 1 này, lên bảng số còn gì nữa. Lên bảng số nha. Đấy, mọi người thấy cho combo như vậy thôi là vì tướng kiểu máu giấy là phải kiểu lên bảng số rất là cao rồi. À mày có nó có chiêu cuối anh em ạ. Rồi té thôi anh em. Chạy, 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 chạy. Ui, lao luôn này. Chưa luôn. Nào, nhốt lại này. Nào, nhốt lại này. Lên bảng số nha. Đại mạng nữa, 9 mạng hỗ trợ 11 mạng luôn anh em. Xanh chưa? Đấy, Amateur mạnh như vậy thì tại sao mà các bạn bảo lý do tại sao cấm là lý do như vậy mọi người. Tại vì Amateur cực kỳ mạnh. Đây, thả chiêu 2 để dọn lính nhé. Thả chiêu 2 dọn lính này. Phoenix này. Ôi trời ơi, không kết quả chiêu cuối kịp anh em ạ. Pha đấy kết quả chiêu cuối thì khả năng Phoenix lên bảng số rất là cao. Thì à, mình sẽ lên trên đấy hỗ trợ đội. Ô chơi chơi luôn đây. Ơ, tuy nhiên thì ngáo ngơ này. Nhốt luôn. Nào, bây giờ mình sẽ khả năng là mình sẽ nhốt. Thôi, thanh niên này chạy đầu nữa, tốc biến lên và chụp cuối luôn còn gì nữa. 10 mạng hỗ trợ 13 mạng luôn anh em, xanh chưa? Cực kỳ xanh luôn, Phoenix, Phoenix. Các bạn ơi. Nào, Phoenix chạy sao nữa. 11 mạng hỗ trợ 14 mạng luôn anh em. Tầm này mình xanh lắm rồi anh em ạ. Tầm mình kiểu mình xanh lắm. Khả năng win được rồi anh em ạ. Win thôi anh em. Ok thì sau đây thì mình sẽ dừng lại clip đây. Và cảm ơn bạn xem hết video clip mình. Và chào các bạn. Hẹn các bạn video tiếp theo. Bye bye.